Rồi, thầy chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau và trong tiết này thầy tiếp tục sửa cho các em bài tập về phương trình đường giác của ẩn hàm mẫu. Bây giờ em ghi đề giải phương trình. Câu số 1 như sau. Tan trừ 3x trừ 3x cộng với bi chia 3 bằng trừ 3x. Rồi bây giờ các em xem phương trình này. Thì phương trình này nó vẫn thuộc loại là tan u bằng tan v. Thì bước đầu tiên ta đặt điều kiện. Bây giờ trong hai cái mẫu của hai cái biểu thức này, ta chọn cái mẫu nào đơn giản nhất, các em đặt điều kiện. Thì em thấy mẫu đơn giản nhất chỗ này là cos x khác 0. Cos x khác 0 tương đương x khác bi chia 2 cộng với k bi, k thuộc z. Tới đây ta vẽ một cái vòng tròn đường z nhỏ nhỏ ra. Nghiệm của em là bi chia 2 cộng với k bi, vậy là hai đường ngọn trên dưới. Rồi ta xong. Thầy đánh dấu phương trình này là phương trình số 1. Phương trình số 1 tương đương. Tới đây nó vẫn chưa phải là dạng tan u bằng tan v vì nó kẹt cái dấu trừ rồi nha. Thì bây giờ thầy sẽ làm mất dấu trừ trước hàm tan. Ta nhớ đến cung đối, cung bù và cung phục, ưu tiên ba cung này trước. Như vậy em thấy ngay nó rơi vào cung đối. Trừ tan x bằng tan trừ x. Chỗ này là tan trừ 3x cộng với bi chia 3. Phương trình này là tan u bằng tan v. Tan u bằng tan v tương đương u. U bằng v cộng với k hay bi. Rồi ta chuyển sang vế bên này, trừ x chuyển sang bên đây là cộng x trừ 2x bằng trừ bi chia 3 cộng với k2b. Ta chia hai vế cho trừ 2 ta được là x bằng bi chia 6 trừ đi kb. Rồi bây giờ các em xem, ta thử so kiểm tra xem cái nghiệm này nó có đúng với điều kiện hay không. Bi chia 6 trừ kb hay cộng kb thì cũng như nhau các em. Kb bây giờ ta em hiểu là k2b chia 2, như vậy là hai điểm ngọn. K bằng 0 là b chia 6 chỗ này. Hai điểm ngọn thì đối xứng với tâm O. Như vậy ta thấy là điểm cái nghiệm này nó không đúng với điều kiện. Thành ra nghiệm phải ta nhận. Nghiệm phải ta nhận. Rồi đến đây ta xong rồi các bạn. Rồi bây giờ em qua câu số 2. Tan 2x cộng với bi chia 3 bằng cotan x. Rồi tới đây các em, ta cũng đặt điều kiện. Thì ta chọn một trong hai cái mẫu của hai vế này. Cái mẫu nào đơn giản nhất ta đặt điều kiện. Cotan x thì mẫu là sin x, còn cái này mẫu là cos của một biểu thức nó hơi phức tạp. Thành ra để chọn mẫu là sin x khác 0. Sin x khác 0 tương đương x khác kb, k thuộc z. Rồi các em ta vẽ vòng tròn đường giác. Thầy vẽ một cái hình tượng trưng thôi. Kb như vậy là khác hai vị trí này, hai điểm ngọn đối xứng với tâm O. Thầy đánh dấu đây là phương trình số 1. Phương trình số 1 tương đương. Cái vế bên trái là tan biểu thức này nó phức tạp, thành ra thầy giữ nguyên. Thầy giữ cái biểu thức phức tạp và biến đổi cái biểu thức đơn giản. Cô tan ta đưa về tan, ta dùng cung phục. Rồi, bên đây là tan u bằng tan b tương đương
U bằng V cộng với KB. Các em chuyển sang bên đây là 3x. Chỗ này chuyển sang bên đây là B chia 2 trừ B chia 3 là B chia 6 cộng với KB. X bằng B chia cho 18 cộng với KB chia cho 3. Tới đây ta nhận thấy ngay là cái cung này nó có 6 điểm ngọn. 6 điểm ngọn nó như thế nào? Để cho kem dễ nhìn, thầy vẽ cái vòng tròn cho nó chính xác để ta thấy. Rồi, đây. Đây là cái vòng tròn được dễ. Điều kiện là KB là khác hai vị trí này. Rồi các em xem cái điểm ngọn này. K bằng 0 nó là B chia 18 nó chút xíu đây. Các em nhìn thấy chưa? Đây là điểm ngọn điều kiện này, còn đây là hai điểm của em. 6 điểm ngọn thì đã tạo thành này. Cái lục giác đều. Các em thấy nhận cái ngay đó. Rồi trên phần này thì chia làm 3 phần. Các em thấy ngay ấy, 6 điểm ngọn này nó không đúng với điều kiện của em. Như bệnh viện người ta nhận. Rồi, các em ghi lại câu số 3. Trừ tan 2x bằng cô tan x. Bước đầu tiên các em ta đặt điều kiện mẫu số khác không? Thì ở đây nó vẫn thuộc loại là dạng cơ bản. Thành ra thầy các em chỉ cần chọn một trong hai cái mẫu này. Cái nào đơn giản nhất là điều kiện là sao? Cô tan đây mẫu là sin x thì nó sẽ đơn giản hơn là cái cốt 2x em. Sin x khác không tương đương x khác KB, k thuộc z. Rồi ta vẽ một cái vòng tròn nhỏ ra. KB như vậy hai điểm ngọn. Rồi ta dừng lại. Ta đánh dấu phương trình này là phương trình số 1. Bây giờ thầy thống nhất là đưa về hàm tan đi. Tại vì tan là cái số phức tạp. Đưa về hàm tan thì đầu tiên thì mất dấu trừ trước hàm tan để dùng cung đối. Cô tan, muốn từ hàm cô tan đưa về hàm tan để dùng cung phụ. Đây là tận B chia 2 trừ X. Tan U bằng tan V tương đương U. Rồi các em chuyển sang đây, còn lại là trừ x bằng b chia cho 2 cộng với kb tương đương x bằng trừ b chia 2 trừ kb. Trừ hay cộng các em không quan tâm, nhưng mà kb thì có nghĩa là k hay b chia 2. Vậy là hai điểm ngọn k bằng 0 trừ b chia 2. Hai điểm ngọn này không đúng với điều kiện kia. Như vậy kia để ta nhận. Rồi, em xong câu số 3. Bây giờ ta qua câu số 4. Tan 3x nhân với tan x bằng 1. Em nhìn kỹ lại, phương trình này nó không phải là dạng cơ bản ngay từ ban đầu. Thành ra bước đầu tiên khi đặt điều kiện mẫu số khác không thì chỗ nào của mẫu đặt hết, các em hiểu chưa? Tan 3x thì mẫu là cos 3x. Tan x thì mẫu là cos x.
Đây các em hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ ta mới để ý cái này. Theo công thức nhân 3 đó thì cos 3x bằng 4 cộng trừ 3 cos. Ta đưa cos x ra ngoài nhân tử chung thì đây là 4 cos bình phương x trừ đi 3. Như vậy cos 3x khác 0 thì tương đương với biểu thức này khác 0. Và điều đó có nghĩa là cos x khác 0. Như vậy thầy kết luận như sau này. Cos 3x khác 0 nó chứa luôn cái điều kiện cos x khác 0. Vì vậy thì gom lại. Còn em nào lỡ mà không thấy điều này thì cũng không sao, ta cứ ghi hết ra. Em hiểu chưa? Nhưng mà nếu ta thấy được một cái gì đó rút gọn thì ta nên sử dụng. Cos u khác 0 tương đương bi chia cho 2 cộng với kb tương đương x khác, em chia cho 3 là bi chia 6 cộng với kb chia 3. Rồi bây giờ thầy vẽ cái vòng tròn đường dẹp. Rồi bây giờ em xem này, bi chia 6 cộng k bi chia 3 là 6 điểm ngọn đấy. K bằng 0 và bi chia 6. Vị trí này là bi chia 6, thầy thấy đối xứng với tâm hồn. Bi chia 6. Rồi nó sẽ có một cái điểm ngọn ở câu chỗ này. 6 lục giác đều thành ra. Chỗ này thì chia làm 3 phần này. Ok. Rồi thầy nối đối xứng vào tâm O. Lấy đối xứng cái này vào tâm O. Thầy nối lại đây các em. Đây là 6 điểm ngọn. Rồi em hiểu chưa? Giờ ta đánh dấu phương trình này là phương trình số 1. Tới đây ta có rất nhiều cách làm nha. Sau khi đạt điều kiện mẫu số không rồi ta có rất nhiều hướng giải quyết. Ta có thể tách đưa về sin, sin cos cũng được. Hoặc không thì các em làm như thế này. Ta các em đẩy vào bên kia. Ta biết ta chuyển sang hướng kia là 1 phần tan. Mà 1 phần tan đó, 1 phần tan thì là cô tan x. Mà cô tan x ta đưa về tan ta dùng cung phụ. Rồi chỗ này tan u bằng tan v tương đương u bằng v cộng với k một bên, ta rút ra là 4x, 4x bằng là bi chia 2 cộng với k bi. Như vậy là x bằng là bi chia 8 cộng với k bi chia cho 4. Như vậy nó sẽ là 8 điểm ngọn. Các em kiểm tra xem 8 điểm ngọn này nó có đúng với điều kiện hay không. 8 điểm ngọn này, đây là vị trí chính giữa, đây là bi chia 4. Bi chia 8 là bi chia 2, 4 chia 2 nữa, như vậy là khúc này. Đây các em, 8 điểm ngọn thì nó tạo thành một cái bát giác. Rồi bây giờ để nó kẻ vuông góc số, đây. Đây là 4 điểm ngọn đúng không? Nếu vậy cái 8 thì ta cứ chia đôi đi. Đây. Khúc này chia đôi cho nó khoảng đây. Đây. Rồi chỗ này, từ đây qua đây nó chia đôi, chia xuống. Như vậy em thấy cái nghiệm này cũng không đúng với điều kiện. Như vậy ta nhận. Nghiệm này ta nhận. Đây, ta qua câu số 5. Tan của x cộng bi chia 6 nhân với tan
của x trừ db chi 4 bằng 0. Rồi các em lưu ý thì phương trình này cũng không phải là dạng tan u bằng tan v hoặc là cotan u bằng cotan v. Thành ra khi gặp bước đầu tiên ta đặt điều kiện mẫu số, các mẫu số ta đặt điều kiện hết. Tan x cộng b chia 6 thì mẫu là cos x cộng với b chia 6 khác không. Còn tan cái này mẫu là cos x trừ db chia 4 khác không, tương đương cos u khác không, cos u khác không tương đương u khác kb chia 2 cộng kb. Ở chỗ này là x trừ db chia 4 khác b chia 2 cộng với kb. Vậy thì ngon là ta chuyển sang bên kia là x khác b chia 2 trừ b chia 6 là b chia 3 cộng với kb. Ta chuyển sang bên này là 3b chia 4 cộng với kb. Thì ở chỗ này em ghi dấu một móc móc nhé. Rồi tới đây ta vẽ một cái vòng tròn z để ta biểu diễn những cái điểm ngon chỗ này. Rồi các em xem này, điểm ngon b chia 3 cộng với kb là hai điểm ngon. Đây là vị trí b chia 3. Rồi 3b chia 4 cộng với kb cũng là hai điểm ngon. 1b chia 4, 2b 4 đây chính giữa em. Đây là 3b chia 4. Rồi bây giờ ta xong. Tiếp theo này, thầy đánh dấu phương trình này là phương trình số 1. Phương trình số 1 này là dạng tích em, a nhân b bằng 0, tương đương hai trường hợp a u bằng biểu thức thứ nhất bằng không. Số 0 ở đây ta hiểu đó là tan không bằng không, như vậy dx cộng với b chia 6 bằng là kb. X trừ db chia 4 cũng bằng kb, dấu tương đương. X bằng trừ b chia 6 cộng với kb. X bằng b chia 4 cộng với kb. Chỗ này là k của z. Bây giờ ta mới kiểm tra xem những cái nghiệm này nó có đúng với điều kiện hay không. Trừ b chia 6 cộng với kb, hai điểm ngon kem. Trừ b chia 6 là khúc này, hai điểm ngon đối xứng với tâm O, như vậy nó không đúng. B chia 4 cộng kb cũng là hai điểm ngon. K bằng 0, nó là b chia 4 là chính giữa đây, đối xứng với tâm O kem. Đây, như vậy không đúng với điều kiện. Hai nghiệm người ta nhận hết. Ta qua câu số 6. 1 cộng với 2 lần sin x nhân với cos x chia cho mẫu số sin bình trừ y cos bình phương x bằng trừ 1. Tới đây em thấy ngay phương trình này không phải là cái dạng cơ bản của em. Vì vậy bước đầu tiên ta đã đặt điều kiện mẫu số khác không. Mẫu số đây là sin bình x ta chuyển sang vế bên kia, hoặc là cái sin bình trừ cos bình đó là trừ cos. Rồi các em thấy chưa,
khác không thì tương đương 2x khác bi chia 2 cộng với k bi. Bi chia 4 cộng với k bi chia 2. Rồi bây giờ em xem mấy điểm ngọn nhé. K bi chia 2 như vậy là K2B chia 4. K2B chia 4 vậy là 4 điểm ngọn. Rồi 4 điểm ngọn nó như thế nào? K bằng 0 là B chia 4 chỗ nào? Đối xứng của tâm hồn đây. Rồi, thế đây là xong cái điều kiện. Bây giờ thầy giải phương trình này. Thầy đánh dấu là số 1. Phương trình số 1 tương đương. Tiếp theo ta quy đồ của mẫu kìa. 1 cộng với 2 sin x cos x thì bao luôn nên là sin 2x bằng, ta nhân chéo lên như vậy là cos bình phương x trừ đi sin bình phương x. Vế bên phải của em chính là cos 2x sin 2 trừ đi cos 2x, chỗ này là bằng trừ 1. Sin trừ cos là tan 2. Đó. Tương đương thầy rút ra là sin 2 x trừ đi b chia 4 bằng trừ 1 chia tan 2. Chỗ này ta bấm máy tính được là sin của góc là trừ bi chia 4. Phương trình này là sin u bằng sin b. Sin u bằng sin b chia 2 trường hợp. U bằng v cộng với k 2 bi. U bi trừ đi cái này là cộng với bi chia 4. Rồi các em chuyển sang vế bên kia. B cộng BB chia 2 là 3B chia 2. Rồi ta rút ra nhé. X bằng KB. X bằng 3B chia 4. Rồi bây giờ các em ta kiểm tra là xem cái nghiệm này điểm ngọn nó trùng với điều kiện hay không. X bằng KB là 2 điểm ngọn. K bằng 0 là 0 chỗ này. Rồi xong. Đúng không? B chia 4 3B chia 4 cộng KB cũng là 2 điểm ngọn. K bằng 0 X bằng 3B chia 4. Đây 3B chia 4 chỗ này. Như vậy cái nghiệm này ta đúng với điều kiện nên ta loại. Còn nghiệm này đây nha. Rồi thì qua câu số 7. Đề bài như sau này. 1 trừ đi sin bình phương x cộng với 1 trừ cotan bình phương x bằng 0. Rồi thì mời các em tập trung về này. Thì bước đầu tiên ta đặt điều kiện mẫu số khác không. Cotan thì mẫu số là sin, sin x khác không,
Xin ít khác không tương đương ít khác kali. K bằng 0, x bằng 0, k bằng 1, x bằng b. Rồi tại sao? Thầy đánh dấu cái phương trình này là phương trình số 1. Phương trình này tiếp theo ta làm gì? Thì em thử khoan ta suy nghĩ xem có rút gọn được hay không cái đấy. Rồi ta tách cô ta bằng quốc bình hay sin bình, mình tách sau đi, mình sẽ rút gọn được không? Thì em nhìn kỹ là hai cái biểu thức này, ta đưa cô ta bình phương x ra ngoài đấy, bên trong là 1 trừ đi sin bình phương trừ đi 1. Đó, ta rút gọn được đấy em. Chỗ này là trừ sin bình, cô ta bình căn tách ra là cos bình phương x chia cho sin bình phương x, chỗ này là trừ sin bình phương x. Rồi các em hiểu chưa? Như vậy ta còn lại là cos bình trừ cos bình phương cộng 1 bằng 0. Trừ cos bình thì đẩy sang bên kia đi, hoặc thì ghi luôn đây là 1. Đó, các em thấy chưa? 1 trừ cos bình thì tức có nghĩa là sin bình phương x bằng 0. Sin bình phương x bằng 0 thì tương đương sin x bằng 0. Mà sin x bằng 0 thì tương đương x bằng k đi, k thuộc set. Và ta nhìn lại cái phương trình này, em nghiệm này, x bằng k đi thì nó đủ với điều kiện, thành ra ta loại hết luôn. Từ đây ta kết luận là vậy, phương trình vô nghiệm. Số 8. 1 cộng với 8x bằng 1 trừ 8x nhân với 1 cộng với sin 2x. Vậy thì mời em ta quan sát. Bước đầu tiên trong bài này ta cứ đặt điều kiện mẫu số không thôi nhé. Tan thì mẫu là cos. Cos x khác không tương đương x khác b chia 2 cộng với k b. B chia 2 cộng với k b như vậy là trên dưới. Rồi em hiểu chưa? Rồi thì trở lại cái phương trình này. Tiếp theo em thấy điều gì? Em có nhìn thấy nhân tử chung hay không? Em hiểu chưa? Thì bây giờ đầu tiên thầy tách cái tan đi, tách cái tan bằng sin chia cos, tách ra xem ta người ta quan sát này. Đây là 1 trừ sin. Tiếp theo là 1 cộng với sin 2x. Ta xem nó là cái gì, em chú ý nhỏ vào đây. Ta quy đồng mẫu số thì vế bên tay trái là sin cộng cos, đúng không? Em thấy chưa? Ta quy đồng mẫu số thì cái biểu thức chỗ này thì ghi luôn đây. Đây là cos trừ sin. Còn ta quy đồng mẫu số với bên tay trái. Như vậy thì các em xem này, một cộng với sin 2x là cái gì nhé? Em lưu ý biểu thức này là biểu thức đất đẹp. Số 1 nó bằng sin bình phương x cộng với cos bình phương x. Sin 2x là 2 lần sin x. Đó. Như vậy thì chỗ này ta nhớ này, 1 cộng sin 2x chẳng qua nó là sin cộng với cos tất cả bình phương. Tới đây ta quy nghĩa, ta bỏ mẫu hai vế,
rồi ta chuyển hết về một vế thì em thấy ta có nhân thể chung, hiểu chưa? Hãy ghi lại chỗ này là sin cộng với cos bình phương nhân với đây là cos trừ toàn bộ cái này chuyển sang vế bên kia sin cộng cos. Ta đưa nhân thể chung là sin cộng cos ra ngoài. Bên trong này sin cộng cos. Thầy ghi lại nhé là cos là cộng với sin. Chỗ này là hằng thức là cos bình trừ sin bình, và cos bình thì sin bình chính là cos 2x. Rồi, thế là thấy gọn chưa? Sin cộng cos ta ghi ngay là căn 2 theo hệ quả công thức cộng. Phương trình này tương đương sin x cộng với bi trừ 4 bằng 0. Rồi phương trình dưới là cos 2x bằng 1. Sin u bằng 0 tương đương u bằng kali. Cos u bằng 1 thì tương đương u bằng k 2bi. Xem này, trừ bi chia 4 cộng k bi là có hai điểm ngoặc ở đây, hai điểm ngoặc như vậy cái nghĩa phải ta nhận không đúng với điều kiện k bi hai điểm ngoặc chỗ này ta cũng nhận luôn. Như vậy là xong bài toán số 8.